Chào Trần Nam, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam. Đó, thì bữa nay sư chị Hải bất ngờ không đi bộ hành đó cô chú anh chị. Đó, cắt thật xong rồi sư chị Hải đi về lại cốc mới nha, để thọ thực. Nói thì nói với bà đâu lên truyền hình đâu, lên tivi không à. Thôi đừng có quay nữa. Cắt tôi nghe. Cắt đi. Quay gì đâu mà đăng liền luôn. Bữa nay gắt trời ơi, tới tìm như chí Hải hết hồn, biết chứ chí Hải đi đâu. Ông nội ơi, mới vừa mở lên cái máy. Bấm vô coi liền. Bây giờ mỗi thời gian, mỗi thời gian khác nhau. Cho nên là con phải đăng lên. Gắt gắt đó. Nó từ khi Hải đang thọ thực con cốc mới nè cô chú anh chị ơi. Ủa mày đáp võ không ơi? Có mời hai thầy YouTube không? Có mời hai thầy YouTube không? Nói chung là không quan trọng nào, mà quan trọng có mời rủ hai thầy YouTube không? À gì hả? Ôi ôi, dưa gan này coi chú chị, năm trái luôn. Thì trái này muốn chín rồi nè. Dạ nè, gần chín rồi. Từ chị Hải đang ngồi thọ thực tới cơ chính gì. Bữa nay là ngày bữa đầu tiên mà sư chị Hải ngồi thọ thực ở tại cấp mới nha. Cái chỗ này ngồi thọ thực quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Chỗ này rất là lý tưởng để thọ thực, nó thanh tịnh đó cô chú anh chị. Và sư chí Hải rất là thích ngồi ở đây, giống như là ngồi thiền. Rồi lúc mà không ngồi thiền á thì sư sẽ ngắm sông, ngắm dòm sông, nó cũng tư duy nó được thông thoáng hơn. Phong cảnh rất là hữu tình luôn, sông nước. Sư thọ thực chưa mới chưa thọ thực thì tôi chứng chứ. Bây giờ mình thọ thực nhạc sư bị giái. Thank you.
sư chắp tay niệm Phật, xong rồi sư mới thọ thực. Rồi nước nó ngập lên tới đây luôn rồi cô chú chị. Quá tuyệt vời. Nước lên nước lớn á, rất là trong á cô chú chị. Này mà tắm im lắm. Nước lên trong vắt. Bây giờ sư chỉ hãy thọ thực rồi đó cô chú chị ơi.